Hello, xin chào tất cả anh em. Hiện tại thì Bảo đang ở thành phố Cà Mau. Ở đây là cầu Cà Mau nè các bạn. Thì hôm nay Bảo sẽ đưa các bạn đi đi xem cái con xe Land Cruiser. Con xe này của Ngân hàng Đầu tư Phát triển khu vực Minh Hải. Ngày xưa là Cà Mau với Bạc Liêu là hai tỉnh nhập là một, tôi gọi là Minh Hải các bạn. Cho nên đó là cái chiếc xe này nó thuộc Ngân hàng Đầu tư Phát triển của Minh Hải, khu vực Minh Hải, nó vẫn còn cái từ Minh Hải. Thì cái chiếc xe này là chiếc Land Cruiser đời 2002. Nếu mà xe Land Cruiser đời 2002 thì Bảo nghĩ nó chưa có ghế điện đâu. Thì cái con này của Ngân hàng Đầu tư Phát triển thì bữa nay á, là cái ngày để đi đấu giá luôn rồi các bạn. Thì cái con này là con Land 100 đời 2002. Bảo thì Bảo cũng thấy qua hình thôi. Nào, ở đây là biểu tượng của Cà Mau các bạn đó. Cà Mau. Ở đây rẽ phải, Bảo đang rẽ phải cái đường này. Nếu mà các bạn rẽ phải đi qua cầu Gành Hào á, là các bạn đi đi mà về kêu bằng cái gì à? Mũi Cà Mau á đó. Đó, anh em nào mà đi mũi Cà Mau là anh em đi cái đường này nè, qua cái cầu Gành Hào. Bây giờ Bảo sẽ không qua cầu mà Bảo rẽ trái qua bên đây. Thì ở đây cái Ngân hàng Đầu tư Phát triển nó nằm ở phía bên đây nè, rẽ qua đây, nó nằm ở số 7 đường An Vương. Ở đây là Ngân hàng Đầu tư Phát triển, phải đây hay không? Đây, đây, Ngân hàng Đầu tư Phát triển nó nằm ở đây nè. Bây giờ Bảo sẽ đi vào trong đây, Bảo tắt cái máy, Bảo nhìn xe chút xíu. Đó, chiếc xe giờ Bảo thấy là nằm đây nè các bạn, xe nằm đây nè. Để bây giờ mình vào và xin xin phép để xe nằm đây. Giờ vào xin bảo vệ cho qua xem bên ngoài tí. Đây, cái xe đậu ở trong đây nè. Xe này có chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải. Con này à, Land Cruiser đời 2002. Bảo nghe ông anh ông tả là nước sơn còn zin, để bảo xem nước sơn zin không. Này, kính zin Toyota nè. Xe này biển số 0279 69 69 là ở Cà Mau đó các bạn. Cái lớp xe này đát của nó là 217. Nó có điện thoại hay rồi. 217. Nói chung là cua lớp này cũng còn ok, tuy nhiên nó cũng mới nổ nổ miếng nước sơn đây rồi. Sơn zin theo xe. Sơn này còn zin đó, kính zin Toyota. Này cũng 2017 luôn. Thắng đĩa phía trước này nó hơi dỉ xét, chắc đậu đậu cũng hơi lâu. Con xe này thì Bảo nghe ông anh, ai có ai gọi đây Bảo nghe thử. Bảo đang quay có khách gọi. Con này đèn hai mảnh, đèn này cũng zin theo xe, sơn zin đó các bạn ạ. Kính này cũng kính zin theo xe nè, này trên nóc này người ta khóa cửa rồi, Bảo thấy tắp ly á, còn tắp ly nỉ. Mới quay trong đây các bạn thấy không, tắp ly nỉ. Ghế da này thì cũng còn đẹp, bộ ghế da còn đẹp. Hình như tới đời 2003 nó mới có ghế da, còn cái ghế xịn của nó là ghế ghế nguyên bản của nó là ghế 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 nỉ. Hai cái bỏ thấy hai cái cửa hai cái ghế sau cũng còn đẹp. Ok, sơn zin còn ok. Đây cái sàn của nó nè cũng đẹp đó các bạn, sàn cũng đẹp,
bữa nay đấu giá nó có cái khóa đây nữa, bữa nay là mua luôn nhưng mà đông người lắm. Bảo nghe nói là đông đông người mua cái con này lắm. Giá khởi điểm thì nó không có bao nhiêu. Ở đây sao cái nắp bình xăng 295 mà nó mở bung ra. Đây là trên nắp. Quay trên nắp. Quay trên nắp. Ồ, mấy cái chỗ này điện nguy hiểm quá. Không dám vào. Điện không? Đăng kiểm, đăng kiểm nó còn tháng 8 năm 2024 hết hạn rồi. Cái này cũng còn đẹp. Chỗ này bị nổ, nổ sơn. Thôi. Cái này nghe nói là Bảo nghe nói là cái xe này là mà có đang làm lại cũng mấy chục triệu, cả trăm mấy chục triệu coi nhiêu được. Đúng rồi, ở đây là chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Minh Hải. Bây giờ Bảo sẽ này. Bây giờ Bảo sẽ quay về cái chỗ đấu giá. Quay về cái chỗ đấu giá rồi mình sẽ đi xem mua cái con xe này được bao nhiêu. Bởi vì cái giá khởi điểm nó thì nó có 152 triệu thôi. Nhưng mà đấu giá thì lên đó là nó phải có thêm một bước giá, rồi đấu cái hình thức thế nào cũng đông lắm. Cho nên là mình cũng không biết là cái giá hiện tại, giá mà lấy được khoảng bao nhiêu. Nhưng cái con này muốn mua được là phải trên 200. Trên 200. Thôi bây giờ anh em hóng cái video Bảo có mua được hay không ha. Bây giờ Bảo đang lái bằng tay, nói chung chạy cái đường này chạy bằng tay cũng nguy hiểm. Đây là thành phố Cà Mau. Đây là cái gì? Nhà khách Minh Hải đây luôn nè. Đó, đây còn nhà khách Minh Hải các bạn.